not to love it carefully and do not leave any belongings on the ferry. Đi học cái gì không thấy một học sinh nào lại lẫn vẫn ngoài đường đó, do người ta đâu học được quản lý vậy đó, có nghĩa mà không thấy mặt ở trường là ở điện cho điện cảnh sát liền á, vậy đó. Ví dụ trong trường á, không gì
về nhà mà thấy bầm tay bầm chân vậy á, là ở nhà là gọi cho ban bảo vệ trẻ em học đường phải không? Đó gọi là nó hỏi đi. Ở đây hả? Đây đây. À. VOM from South Vietnam, in the art to win. What do you have to say to the people back in Canada? Con này à, con hậu chưa đi nên chờ hậu đi.
cái mời quý khách vui lòng xuống xe đây ạ. Xin được gửi lời một lời chào thân thương nhất đến tất cả các quý học viên đang xem trực tiếp livestream trên fanpage.